Bắt đầu nhá. Chào bạn nhá. Mình có thể phỏng vấn bạn một chút được không? Dạ vâng, được ạ. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân được chứ? Dạ em là An. Em sinh năm 2004. Thì hiện tại là em đang đi làm rồi ạ. À, đang đi làm dạ, vâng, rồi. Thế nhưng mà An thì đi làm thì có vẻ nếu mà đi làm thì sẽ hơi khó để sắp xếp thời gian đi học à? Dạ vâng, cái này thì em chỉ làm vào giờ hành chính thôi chị. Còn buổi tối em vẫn sắp xếp thời gian đi học được. Thế với kiểu cương vị là một người đi làm ấy thì học tập tiếng Anh thì có thấy khó khăn gì không? Em thấy thì chị Linh rất là xinh gái và dạy dễ hiểu đó. Ấn tượng rồi. Đúng rồi ạ. Thế nhưng mà kiểu trên lớp ấy, ngoài chị trợ giảng xinh gái ra, dạy dễ hiểu ra thì mình học với giáo viên người nước ngoài thì thấy sao? Em thấy các anh các thầy rất là manly ạ. Manly. Dạy khá là dễ hiểu. Đó, đúng thế, rồi ạ. Thế nhưng An thì ấn tượng nhất với thầy cô nước ngoài nào? Em ấn tượng nhất với cả thầy Lucas. Lucas. Lucas, đúng rồi ạ. Tại sao lại thích thầy? Chắc là do thầy dạy dễ hiểu và thầy đẹp trai ạ. Đẹp trai. Đúng rồi ạ. Thế ví dụ như là có bao giờ trên lớp kiểu chém gió với thầy không? Cái này thì em trên lớp em khá là ít nói ấy, cho nên là em cũng chưa có cơ hội để ngồi tâm sự với thầy. Ok. Thực ra lúc mà phỏng vấn thế này thấy cũng không ít nói lắm đâu mọi người ạ. Thế nhưng mà đi học ấy thì mình có ngoài cái vấn đề là mình có được giáo viên hướng dẫn hỗ trợ rất là nhiệt tình như thế thì có gặp khó khăn gì không? Thực sự thì em cũng không gặp cái nhiều cái khó khăn đấy. Đó, vâng thì các bạn cũng khá là hòa đồng. Em cũng hỏi bài các bạn khá là nhiều. Thế như An thì có đặc biệt thích một cái trải nghiệm nào khi mà học ở ECOC? Em thấy là trải nghiệm là đi sân Tây. Đấy thì cái này mình được trải nghiệm nhiều ấy. Cho nên là nó khá là hữu ích. Thích ạ. Nhưng mà trải nghiệm nhiều là kiểu mình sẽ trải nghiệm thấy như thế nào, kiểu cụ thể trải nghiệm gì ấy mà mình thích ấy. Dạ vâng, tức là mình đi săn tây ở trên hồ, bờ hồ các thứ ấy ạ. Mình nâng cao được cái kỹ năng giao tiếp của mình hơn đó. Và cộng thêm với cả ở trên lớp chị Linh dạy cũng khá là dễ hiểu, cho nên em cũng khá là nắm được bài. Ok, thì ví dụ như đi ấn tượng với người nước ngoài, người ta nói nhiều thì mình cũng giao lưu nhiều, có bao giờ kết bạn Facebook này rồi nói chuyện các kiểu không? Dạ vâng, cái này chỉ dừng lại ở mức gọi là những cái chỗ mà chị Linh dạy thôi. Ok. Còn như ở cái chỗ kia thì chắc là chưa, chắc là sắp tới thôi. Rồi, ok, thế đi ạ. Mình cũng muốn hỏi ngoài lề một xíu là An thì đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực gì nhỉ? Hiện tại thì em đang làm sale ạ. Làm sale. Dạ vâng. Thế như An thấy kiểu có tiếng Anh thì nó hỗ trợ cho công việc mình nhiều không? Em thấy thì sang năm thì em sẽ lại đi học lại ấy, cho nên là nó bổ trợ cho sang năm em khá là nhiều. Đấy, còn hiện tại thì công việc của em thì nó không dùng đến tiếng Anh ạ. Dạ vâng. Ok, thế là chúc An là mình năm tới mình đi học, mình đạt những cái mục tiêu về việc học tiếng Anh cũng dạ như vâng là ạ. Cải thiện, đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới nhé. Dạ vâng, em cảm ơn okay, chị ạ. Cảm ơn dạ ạ. Vâng ạ. Okay, cảm ơn.